짜증나. Kinh nghiệm và trải nghiệm. Bạn hướng dẫn viên của Hà Giang Trẻ rất là quan tâm đến các hành khách trong toàn bộ chuyến đi, từ khâu chuẩn bị cho đến quá trình đi cũng như là trong toàn bộ hành trình đi. Các bạn đều quan tâm và chia sẻ cũng như là giúp đỡ các hành khách cũng như là các bạn tham gia trải nghiệm rất là chu đáo. Của tất cả nhiều con người nhất để có được một chương trình về một phút ngày hôm nay.